xảy ra chuyện gì vậy? Không biết đâu. Cao quá trời luôn, lỗi gì? Có người bị thương kìa. Lý Triển Phong, cảnh sát trưởng. Sếp Lý. Madame đâu? Madame. Lăng Sảnh Nghê, thanh tra cao cấp. Tổ pháp chính. Tưởng Trác Quân, nhân viên kỹ thuật. Hà Chính Dân, nhân viên kỹ thuật. Du Kiện Bảo, chủ nhiệm giám định khoa học. Bố Quốc Đống, chuyên viên hóa nghiệm cao cấp. Tình hình thế nào? 5 giờ tiếp đón khách, chưa nhập tiệc đã xảy ra chuyện rồi. Người đàn ông mặc áo vest xách cái túi xông vào. Những người xung quanh chưa biết xảy ra chuyện gì, đã có hai tên cướp đuổi theo vào. Hai tên cướp đó nhằm bắn vào người đàn ông áo vest. Cũng may trong số quan khách có một cảnh sát xuống băng. Cảnh sát đó đã đấu súng với bọn họ. Cảnh sát đi, bỏ súng xuống. Kết quả cảnh sát đó bị thương, một tên cướp trúng đạn thiệt mạng, người đàn ông áo vest cũng chết, còn cái túi bị tên cướp còn lại lấy đi mất. Còn ai bị trúng đạn nữa? Kể luôn cô dâu và người chụp hình. Tổng cộng có 4 người chết. Tạm thời không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết người mặc áo vest và hai tên cướp đó tại sao vào đây. Alo. Ok, cảm ơn. Sếp Rô, đã tra được 3 người đó từ đâu tới rồi. Qua kiểm tra camera, 3 người đó đi ra từ lầu 20. Cậu Dĩ đã lên đây coi, phát hiện cửa phòng 2046 bị mở. Madame, ship rồi, là ở đây. Coi ra ba người đó đã từng xảy ra xô xát ở đây. Chắc là đã dùng cái này để đánh vào đầu. Nhưng phía sau đầu của hai người dưới lầu đều không có vết thương do bị đánh mạnh. Có lẽ tên đem cái túi đi để bị thương ở đầu. Không phải đâu. Tên cướp bị cái gạt tàn thuốc đập vào đầu. Có lẽ đã ngất xỉu đi một lát, sau đó tỉnh lại dùng nước đá để chườm vết thương. Nước đá vẫn chưa tan hết, có lẽ tên cướp đó vừa mới rời khỏi đây. Win, anh sót xuống dưới từ phía bên này. Tôi sót bên kia. Yes, madam. Tôi là Quyên, lầu 19 có người ngất xỉu, lập tức cho người chi viện. Anh kia. Nè. Cảnh sát đây, đứng lại. Yeah.
Trung học tâm, chuyên viên pháp y cao cấp. Mọi người cẩn thận. Ôi trời ơi. Lúc đó anh không ngừng kêu tôi. Khi tôi định kêu cô ấy coi chừng thì cô ấy trúng đạn. Tại sao lại như vậy? Tôi đã nói là tôi sẽ cho cổ hạnh phúc cả đời. Tại sao cổ lại đi chứ? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tôi chỉ có một đứa con gái, nó lại chết như vậy. Tại sao họ lại giết nó chứ? Muốn tiền thì cứ nói đi, tôi có thể đưa cho họ mà. Tại sao phải nổ súng chứ? Anh ơi, làm tôi sợ muốn chết. Lúc đó tôi đang nói chuyện với bạn, đột nhiên nghe tiếng rầm rất lớn. Sau đó có mấy người lạ mặt xông vào, bọn họ còn nổ súng nữa. Tôi lập tức tìm chỗ để núp, nhưng họ không phải tới để cướp. Tóm lại tai nạn quá vô lý. Xin anh kể lại về tình hình lúc đó. Tôi nhìn thấy hai tên đó mang súng đuổi theo một người đàn ông xông vào. Người đàn ông đó đeo một cái túi sách. Nhìn thấy họ nổ súng, tôi liền lập tức xưng thân phận. Đối phương lập tức bắn vào tôi. Chân của tôi bị trúng đạn, sau đó ngã xuống đất. Tôi tiếp tục bắn vài phát súng vào họ, sau đó bị đập đầu ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, nhìn thấy người đàn ông đeo cái túi đó đã chết rồi. Cái túi cũng mất luôn. Chắc là tên cướp đó lấy đi rồi. Cướp rồi thì đã đành đi. Họ còn nổ súng bắn chết người vô tội nữa. Sếp Rồ, lâu rồi sếp không có tới đây đó. Thật sự tôi không muốn tới đâu. Tôi tới có nghĩa là có vụ án nghiêm trọng. Đó có phải là máy mới nhất không? Đúng vậy, có nó rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra được viên đạn nào đã được bắn ra từ loại súng nào. Thậm chí có thể tra ra được là từ khẩu súng nào nữa. Ví dụ như trong vụ án này, chúng tôi chỉ cần dùng khẩu súng để lại tại hiện trường bắn thử, rồi dùng máy này để đem viên đạn được bắn ra từ súng của bọn cướp so sánh với viên đạn tìm được tại hiện trường, thì có thể biết được viên đạn nào được bắn ra từ khẩu súng nào, và có thể tìm ra được tên cướp đã nổ súng. Mỗi viên đạn do mỗi khẩu súng bắn ra đều có tiêu chí chi tiết độc nhất vô nhị, cũng giống như dấu vân tay người. Chúng ta đem các thông số về viên đạn đó quét bằng tia laser, sau đó tự động đối chiếu với các tư liệu về viên đạn trước đó đã nhập vào trong kho tư liệu. Nếu tìm ra được tư liệu tương xứng, sẽ nâng cao được cơ hội tìm ra thân thế của tên cướp. Trước đây muốn kiểm nghiệm một khẩu súng và đạn thì cần tới mấy ngày. Cho dù dùng kính hiển vi tối tân nhất thì cũng phải mất tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ với IPAS chỉ 20 phút là được rồi. Nếu so với hồi chúng ta học giám định về khí giới ở London trước đây thì đã tiến bộ rất nhiều. Đây là khẩu súng mà tên cướp đó dùng sao? Là Hastin 54 đã được thay đổi. Bên ngoài là 54, thật ra là loại 64 dùng đạn 7,62 ly. Trí nhớ tốt, phán đoán sắc bén, Pro à. Nếu như anh không kiên quyết đòi ở lại tổ pháp chứng thì tôi đã kéo anh qua FFEB để giúp tôi rồi. Thật ra tại phòng 2046 đã xảy ra chuyện gì? Ba người từ bên ngoài xông vào tiệc cưới là những người nào? Anh đừng tưởng là nằm vài ngày trong phòng bệnh, khu tạm giam là có thể dễ dàng thoát được. Tàn trữ vũ khí, mang tính công kích, chống cự đánh cảnh sát, ba tội danh đó anh đã không thể ra được rồi. Nếu muốn được phán nhẹ tội thì hợp tác với chúng tôi đi. Anh đừng nghĩ im lặng như vậy là chúng tôi không tìm ra được gì. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.